Lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính chào tất cả quý vị và chúc tất cả quý vị được sức khỏe bình an. Đại chúng tối nay có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa ở Canada năm nay là 36 năm. Pháp Hòa được đến Canada vào mùa đông năm 1986. Và cho đến bây giờ chưa có cơ hội về thăm lại quê hương Việt Nam. 36 năm. Đồng thời đã ở đây 36 năm nhưng chưa bao giờ có cơ hội được lên vùng này. Mặc dù đã nhiều lần muốn thực hiện các cái chuyến đi qua đảo Prince Edward Island, qua Halifax, Yellowknife, Yukon, St. John, vân vân, nhưng chưa thể thực hiện được. Coi như là mình cứ thai nghén một cái duyên như vậy. Cho đến khi gặp đạo hữu Lý Trường Chiến, nghe tên là thấy dài hạn chiến trường. Thì đạo hữu có lên thăm tu viện Trúc Lâm và xin lễ thành hôn cho người con gái. Và lễ cưới của cháu đã được thực hiện tại tu viện Tây Thiên vào khóa tu mùa thu vừa rồi, tháng 10. Thì trước đó chú có lên chùa để bàn chi tiết cho cái lễ cưới. Và sẵn chú cũng có nói kỳ này đi ngoài việc riêng còn mang một sứ mạng của cộng đồng ở đây. Đó là làm sao để mời thầy về đây để có được cái buổi sinh hoạt cho quý Phật tử. Và hy vọng rằng trong tương lai thì quý thầy sẽ về đây thường để hướng dẫn tinh thần cho quý Phật tử. Thì khi chú nói như vậy á, thì nó tác động ngay cái tâm nguyện của mình. Là vì khi đó Pháp Hòa cũng muốn về đây nhưng mà chưa biết. Và thấy rằng bây giờ Phật tử ở đây, người Việt ở đây bắt đầu phát triển. Và cái tâm nguyện của người tu á, là hoằng pháp vi giao vụ, lợi sinh vi bổn hoài. Đó là hai câu mà người xuất gia nào cũng học, học thuộc lòng. Nhưng mà không phải học thuộc lòng để nói cho nó oai, mà chúng ta thực hiện những gì chúng ta nói. Hoằng pháp vi gia vụ, nghĩa là cái sự nghiệp của người tu là hoằng pháp, là làm cho Phật pháp truyền bá lâu dài, rộng rãi, gọi là hoằng pháp. Gọi là hoằng pháp vi gia vụ. Gia vụ tức là cái gia tài, cái sự nghiệp của mình đó. Đó là hoằng pháp. Lợi sinh vi bổn hoài, tức là làm sao mình làm lợi ích cho chúng sanh. Đó là cái hoài bão của mình. Mỗi con người chúng ta đó, hằng ngày chúng ta ăn uống, chúng ta ăn thức ăn để no bụng. Và khi chúng ta đưa thức ăn vào thì chúng ta phải nhai. Phải nhai nhuyễn để nhỏ ra rồi chúng ta nuốt để nuôi thân. Thì cái đó Phật gọi là đoàn thực. Đoàn thực tức là những món ăn mà mình đưa vào cửa miệng, chúng ta nhai và để nuôi dưỡng thân này. Nhưng cho dù là đoàn thực, chúng ta cũng phải có chánh niệm để mình ý thức rằng thức ăn này là cái gì, để chúng ta không mang tới bệnh hoạn cho mình. Có những thức ăn nó chỉ đem tới bệnh tật chứ nó không mang lại cái bổ dưỡng. Hoặc là cho dù là bổ dưỡng nhưng nếu chúng ta không có ý thức, không có chánh niệm, thì cái thức ăn đó từ cái bổ nó thành ra nó đại bổ. Ăn xong rồi té ngửa luôn, là tại vì nó quá bổ, cũng không tốt. Cho dù là đoàn thực cũng phải có chánh niệm. Tại vì mỗi con người chúng ta, con người sống là phải có ăn. Nhưng mà ăn phải có chánh niệm để không làm cho cơ thể mình mang bệnh. Cái đó gọi là đoàn thực. Mà đoàn thực phải có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là cái ý thức. Tiếng Anh dịch là aware. Mình làm cái việc gì mình phải ý thức. Mình không biết, mình không có ý thức mình làm thì cái việc làm đó nó không thành tựu như ý mình. Có đôi khi nó còn hư nữa.
Cho nên trước khi mình nấu ăn, mình phải ý thức mình nấu món gì để mình chuẩn bị đúng những cái gia vị, những thực phẩm cho cái món ăn đó. Trước khi mình làm việc gì mình đều có ý thức hết. Ví dụ một em nhỏ, nó muốn vẽ cho Pháp Hòa một cái thiệp nhỏ như thế này. Nó phải ý thức được rằng cái khổ giấy nó bao lớn, để khi nó vẽ xong thì cái hình nó nằm vừa vặn ở trong cái khuôn khổ của một tờ giấy. Quý vị sẽ nhìn vào tờ giấy vẽ và mình biết rằng em này, cái người vẽ này, nó đã có cái sự chừng mực đo canh, chứ không phải là nhắm mắt làm càng. Thì khi mà nhắm mắt nó vẽ cũng sẽ được, nhưng mà có thể cái hình nó méo mó, nó không có ngay thẳng, nó không có cân đối với một tờ giấy. Hồi nãy quý vị nghe chị Phật tử thỉnh tiếng chuông, mặc dù mình trong một cái không gian im lặng như vậy đó, nhưng mà khi chỉ cầm cái dùi lên phải có ý thức. Tại vì nếu ý thức, nói đơn giản là chánh niệm không có đó, thì cái tiếng chuông nó không phát. Và có thể nó phát ồn, nó phát lớn, làm cho mình nghe không còn cái sự tĩnh lặng, mà có cái tính cách như giật mình, hay là tiếng chuông nó chát. Cái đó gọi là chánh niệm. Và nói theo đơn giản bình thường là ý thức. Vậy thì ăn uống vào cơ thể cũng phải có ý thức. Thì cái ăn uống vào cơ thể gọi là đoàn thực. Còn hàng ngày, mình tiếp xúc, mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi, miệng mình nếm, và hàng ngày mình tiếp xúc. Và có bao giờ quý vị tiếp xúc mà quý vị lên cơn bực bội? Tiếp xúc xong mình vui vẻ, tiếp xúc mình hân hoan, có không? Những cái hình thức mình nhìn, nghe, nếm, chạm, nó cũng là một loại thức ăn. Nhưng mà thức ăn đó gọi là xúc thực hay là thức thực. Thức thực tức là mình, thí dụ mình nhìn cái người đó, cái mình nhận thức ra, ồ đây là người tôi rất là thương, cho mình gặp họ cái mình vui liền. Và nhiều khi chỉ có cái niềm vui ngồi bên người thương thôi, mình cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, và thậm chí không ăn vẫn thấy no. Đâu cần phải ăn, nhưng mà cái đó nó làm cho mình phấn khởi, vui vẻ. Cái đó gọi là thức thực. Cho nên thức ăn không phải chỉ ăn vô miệng không, mà có những thức ăn nó ăn bằng mắt, nó ăn bằng lỗ tai, nghe cái tiếng đó tôi ói máu rồi. Đó. Vì vậy là ăn rồi chứ gì nữa, là một hình thức ăn rồi. Có nhiều khi mình nghe cái tiếng người đó là mình bực. Cái nhiều khi mình chưa gặp người đó, nhưng mình ở ngoài xa mình nói, trời tôi đang vui vẻ vậy đó, tôi nghe cái tiếng đó vô cái tôi ngẹn rồi. Đó, tất cả những mọi cái hình thức. Nhưng nếu chúng ta có chánh niệm thì chúng ta có nhận thức như thế nào để cái thức thực đó nó làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không có chánh niệm, không có ý thức thì những cái tiếp xúc đó nó cũng sẽ làm cho mình bị khổ đau, phiền não. Mà nhiều khi, thí dụ có những ngày mình buồn á, ăn nổi không? Ăn không nổi. Lo lắng ăn không nổi. Như vậy thì khi mình buồn phiền, mình lo lắng, đó là một loại thức ăn chứ gì đâu. Nhưng mà thức ăn đó không phải qua hình thức, mà nó ở trong tâm thức của mình, gọi là nhận thức. Thức ăn bằng nhận thức, thức ăn bằng tiếp xúc, gọi là xúc thực hay là thức thực. Còn một loại thức ăn nữa, nó thuộc về cái hoài bão, cái chí nguyện của mình, nó gọi là tư niệm thực. Thí dụ như một người quý vị qua đây, quý vị phần lớn ngồi đây là đi theo diện làm ăn, đi làm, đi đầu tư, du học, sinh viên, vân vân. Như vậy khi mình đặt chân đến đây, mình có một cái hoài bão là mình muốn phát triển cuộc sống, đặc biệt là cho con cái của mình. Và khi mình qua đây, Pháp Hòa biết nhiều khi quý vị đến đây những ngày đầu đó, quý vị gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì ngôn ngữ là một nè, văn hóa là hai nè, đời sống nó thay đổi một cách đột ngột. Nhưng tất cả chỉ vì tương lai của gia đình, của con cái, mình vượt qua được hết. Cái đó gọi là tư niệm thực.
Nhưng mà cái tư niệm thực đó nó làm cho mình phấn khởi, hân hoan và thậm chí vượt tất cả mọi khó khăn mà không thấy khó khăn gì cả. Đâu cần ăn uống gì đâu. Nhưng mà nếu không có cái tư niệm thực đó, mình không sống nổi. Người tu cũng vậy. Người tu cũng phải có cái tư niệm thực đó để tiếp tục cái con đường của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa về đến nhà, bước chân vô chùa là 2 giờ sáng từ Mỹ. Xong rồi là biết bao nhiêu công việc để chuẩn bị cho bữa nay. Mặc dù là Pháp Hòa chuyến đi này là có 2 ngày thôi, bữa nay và ngày mai mà dừng 3 chỗ. Tối nay Pháp Hòa ở đây, sáng mai đi lên New Brunswick, Munston, rồi giảng xong buổi trưa, ăn trưa rồi là tiếp tục đi xe lên Halifax để có buổi tối giảng ở Halifax. Coi như là 2 ngày 2 đêm chưa đặt lưng xuống giường. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn đủ năng lực. Cái đó là tư niệm thực. Tại vì Pháp Hòa biết rằng cái mệt nhọc của mình, nhưng mình sẽ đem lại. Cộng đồng Phật tử ở đây đang chờ. Các vị đang, có những vị đã gửi thư cho ông Hòa và biết tin Pháp Hòa đến đây và bày tỏ cái niềm vui hân hoan. Cho nên dù mình có mệt, có cực, nhưng nó không làm cho mình thối lui. Thì cái đó gọi là tư niệm thực. Thì Pháp Hòa nói như vậy để các bạn trẻ ngồi đây, các bạn trẻ cũng phải có cái tư niệm thực đó. Tại vì nếu mình không có cái tư niệm thực đó đó, thì tương lai mình không thể đi xa được. Nhưng mà nhớ phải có một tư niệm thực tích cực thay vì một tư niệm thực tiêu cực. Cuộc sống cái gì nó cũng hai mặt hết. Ăn mà ăn có chánh niệm thì ăn khỏe, ăn lành bệnh. Ăn mà không chánh niệm thì bệnh. Xúc thực mà không biết tiếp xúc tiếp xúc không tiếp xúc thì bệnh. Ví dụ như mình hít thở cũng là một cái xúc thực. Quý vị có bao giờ mà ngửi không mà no không? Có đúng không? Nấu ăn ngửi không mà no. Xúc thực chứ gì nữa. Cho nên á, mình còn sống là đoàn thực. Nhưng mà mình cúng cho người chết á, người chết ăn bằng cách nào? Người chết ăn bằng xúc thực chứ không ăn giống mình. Họ cũng ăn, nhưng mà cái ăn của người chết á, cái ăn của người trong cõi âm á, là họ ngửi chứ không ăn. Thì nếu mình nói cúng ai mà ăn, nếu mà họ đưa tay họ ăn mình dám ngồi đó coi họ ăn không, hay là mình chạy làng rồi, phải không? Nhưng mà trong cái cõi sống này không? Và Pháp Hòa ví dụ như cũng cùng là ăn, mà người lớn ăn cách khác, con nít ăn cách khác, phải không? Người khỏe ăn cách khác, người bệnh ăn cách khác. Ăn sao cũng được, nhưng mà đều là ăn hết. Mà mục đích ăn để làm gì? Để nuôi thân, để sống. Nhưng cái sống của chúng ta nó không dừng ở cái thể xác này, cái thể chất này, mà nó sống bằng tinh thần. Vì vậy cho nên theo lời Phật dạy, chúng ta có hai loại ăn, hai loại thức ăn. Nói đơn giản là thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần. Quý vị đặt chân đến Canada, quý vị có một đời sống mới, hạnh phúc, vui vẻ. Mà phải nói là hơn hẳn 40 năm trước, hơn những người mà đặt chân đến Canada mà 40 năm về trước cực khổ hơn quý vị nhiều. Lúc đó cộng đồng người Việt chưa có, nước tương, nước mắm chưa có, cái gì cũng chưa hết. Nhưng mà tất cả cũng đều nuôi một cái tư niệm thật, ráng đi làm để nuôi gia đình ở Việt Nam, ráng đi làm cho con cái nó đi học. Nhờ như vậy cho nên những nay tháng đó, mặc dù lạnh hơn bây giờ nhiều, cực khổ hơn bây giờ nhiều, nhưng tại sao vẫn sống được? Cái tinh thần, cái thức ăn tinh thần nó mạnh. Ngày nay cũng vậy. Nếu mà đời sống vật chất nó quá đầy đủ rồi, mà nếu chúng ta chỉ focus vô đó, chú tâm vô đó, cũng sẽ khổ đau như thường. Tại vì văn minh chừng nào thì khổ đau nhiều chừng nấy. Con người chú tâm vào cái văn minh vật chất mà quên đi cái tinh thần. Cho nên khi mà nghe quý vị đạo hữu ở đây, Phật tử đây muốn có những buổi sinh hoạt như thế, Pháp Hòa vui.
Pháp Hòa vui lắm, là tại vì Pháp Hòa nghĩ rằng vẫn còn những người mà người ta hướng tâm về tâm linh như vậy, thì đây là cái bổn phận của mình. Bổn phận của mình phải làm. Ngày nào mình còn ở đây thì ngày nào mình còn sống, còn có khả năng, thì mình phải làm cái công việc mình muốn. Mà Pháp Hòa muốn làm việc này cho nên vượt tất cả. Quý vị cũng muốn như vậy cho nên không quản ngại, dù hôm nay là ngày thường đó, rồi trời lạnh, rồi phải chuẩn bị thế này thế kia, nhưng cùng một cái tâm nguyện đó. Cho nên đại chúng nhớ, cuộc sống của chúng ta có bốn loại thức ăn, gọi là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thức thực là những cái nhận thức của mình. Nếu mình nhận thức nó lành mạnh, mình sống lành mạnh. Ví dụ mình sống chung nhà với nhau mà lúc nào mình cũng nhận thức về con của mình một cách xấu. Cái thằng đó nó như thế này, nhỏ kia như thế kia. Con mình mà mình cứ nhận thức tiêu cực về nó, thì chính mình cũng không có cảm tình với con mình. Mình không có thiện cảm với con mình, không có lân mẫn được với con mình. Và nó sẽ tỏa ra một năng lực: mẹ không có thương con, ba không có thương con. Thì nó nhận được cái signal đó, nó nhận được cái năng lực đó, và nó sẽ sống, nó sống đi xuống. Thành ra tất cả cũng phải có mình ở trong đó. Con mình là nó nhận diện. Nó tất cả nó do cái nhận diện hết. Và đại chúng nhớ là mình gần một cái người nào, người ta tỏa ra cái năng lực gì, thì mình tiếp nhận cái đó liền. Mình gần một cái người mà phấn khởi vui vẻ, ít nhiều mình cũng sẽ nhận được cái năng lực phấn khởi vui vẻ. Mình gần một người khó chịu cau mau, lâu ngày mình cũng sẽ tiếp nhận được cái năng lực đó. Cho nên cái đó gọi là cái khí lực, cái sinh khí. Thường thường mình vào nhà nào á mà người ta vui vẻ, mình nói cái nhà này có sinh khí, không? Tại vì mọi người sống trong đó tỏa ra được cái năng lực. Cho nên hàng ngày mình phải soi rọi cái chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là mình luôn luôn ý thức rõ ràng. Để mình làm gì? Để mình soi rọi vào từng việc làm của mình, để cho cái đó nó có cái tính cách tích cực tốt nhiều hơn. Thật ra cuộc sống bản chất nó không khổ gì chứ, bình thường thôi à. Nhưng mà nếu mình nhận thức đó là mình nhận thức nó bằng tiêu cực là tự nó khổ. Chứ bản chất mọi việc nó không hề có nói nó khổ nó vui gì hết. Mà nhưng mà nó là những cái bắt buộc, nó là một mặt nữa của sự việc thôi. Ví dụ mình chấp nhận nhận người đó làm chồng, rồi người này là vợ, thì đời sống vợ chồng thì thế nào cũng phải có những cái qua lại bất đồng giữa vợ chồng. Đó chuyện bình thường vậy thôi, mà có cái gì đâu mình phải đặt vấn đề. Cái vấn đề là mình biết được cái việc đó. Cho nên mỗi khi nó đến thì mình tiếp nhận và mình tìm cách mình chuyển hóa. Tại vì hai người, hai thế giới khác nhau. Đừng nói chi mà gọi là 10 việc là giờ lấy chồng Mỹ, miền Bắc mà lấy miền Nam thôi là đã miền Bắc với miền Trung, rồi miền Trung với miền Nam đó, nội miền thôi đó, chưa nói tới mỗi gia đình mà có một cái cách dạy con, cách sống khác nhau hoàn toàn. Mình gặp người đó, mình biết người đó không cùng quê với mình, không cùng cái miền với mình, nhưng mà tại sao mình vẫn thương như vậy? Mình thương người đó là mình thương tất cả những cái dễ thương của họ rồi, nhưng mà mình vẫn mở lòng, mình tiếp nhận những cái chưa dễ thương của họ khi sống chung. Thì cái đó mới gọi là cái tích cực chuyển hóa. Nhưng mà đại chúng cứ nhớ, quý vị chấp nhận cái gì nó đều có cái mặt thứ hai của nó hết. Thậm chí bây giờ nói trời ơi, để ở ngoài đời khổ quá, để tôi vô chùa tôi tu. Tôi vô chùa tôi tu để tôi tìm an lạc. Có chứ, chùa có an lạc. Mạng của nó đâu phải là vô chùa rồi là thánh thiền hết đâu, phải cũng là phàm phu hết, cũng là con người hết. Nhưng mà những con người này họ sống chung một môi trường tu tập, cho nên cho dù họ có giận với nhau thế nào đi nữa thì cái lời thô nặng nề của thế gian nó không xuất hiện trong chúng.
cái phần trăm mà của nộ khí, của hung hăng nó có giảm chứ, cái môi trường đó, chứ không phải là không có sân si. Nhưng mà họ không có sân si trần trụng như thế gian mình. Mỗi lần mà giận lên là mình liệu đồ, mình rước nhau, mình chạy, hay là mình dùng cái từ chửi bới, hay là lôi cả dòng tộc ra chửi. Có người tu không có nãy là sư huynh này không thích sư đệ kia, lôi hết dòng tộc sư đệ kia chửi, không có chỗ nó mới chỉ. Còn nếu mà thí dụ lỡ mà có thì mình biết cái này tu chưa tới hay là chưa thấm tư trang vậy. Còn người có thấm tư trang thì nhất định không. Thì nó bật hơi như vậy để lại chúng thấy rằng á, tất cả chúng ta phong hòa như quý vị, chúng ta ngồi đây ai cũng có một tư niệm thực, một cái hoài bão, mà chính cái hoài bão đó, cái tâm trí đó, nó giúp cho mình vượt. Rồi mai mốt quý vị cứ mỗi ngày quý vị nhấn chịu ra cái hoài bão này gọi là tư niệm thực. Có một ví dụ, có một người đó họ nuôi một cái tâm trí hạ lực khổ đau. Tôi không thích người đó. Có một ngày tôi đã thấm toán người đó. Đó cũng là một tư niệm thực, nhưng mà tư niệm thực tiêu cực. Còn ví dụ như tôi biết bây giờ rất là khó khăn, nhưng rồi mình sẽ qua hết tất cả để thành tựu được, vì tương lai con cái, vì sự nghiệp gia đình vân vân, cố gắng hết thì cũng một là tư niệm thực, chứ mà tư niệm thực tích cực. Một học sinh viên mà muốn làm một bác sĩ mà không có tư niệm thực thì làm sao thành bác sĩ. Một người muốn thành tựu một cái bằng cấp của mình trong vòng 4 năm tới, 6 năm sau mà không có tư niệm thực tốt thì không bao giờ học đến nơi đến chốn được. Cho nên tất cả đều có tư niệm thực hết. Và hàng ngày cái tâm mình nó tỉnh hay nó an, nó buồn hay nó khổ do cái xúc thực của mình. Làm gì mình không nhìn, làm gì mình không nghe, làm gì mình không ngửi, làm gì mình không nếm, làm gì mình không xúc chạm. Nhưng mà phải có chánh niệm với cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm của mình, để mình không có quá bực bội phiền não. Quý vị ở đây có coi Tây Du Ký không? Cái ông nào mà hãy ông ngửi gì cái là khoái, thấy gì đẹp đẹp là mê. Ai? Trư Bát Giới. Trư Bát Giới đó là một nhân vật tượng trưng cho xúc thực tiêu cực. Thằng ngài là xúc thực tiêu cực bằng ngũ dục không? Thấy gái đẹp là khác, thấy đồ ăn ngon là khác. Chỗ nào mà ông lăn ra ngủ được là ông nằm liền, ông cần ông bất biết. Tất cả những cái hình ảnh đó để nói lên, trong khi đó tôn ngộ không nhìn ai cũng ra yêu quái. Nhưng mà ngài Huyền Trang á, thì dù yêu quái hay người thường, ngài Huyền Trang cũng không nhìn họ bằng cặp mắt đó. Cho nên Tây Du Ký, những nhân vật trong đó, những tình tiết trong đó đều chuyên chở đạo lý, nhắc nhở chúng ta những tâm hành của chúng ta mỗi ngày. Có nhiều khi chúng ta ý chúng ta có một con mắt tính đời, cho nên mình người nào mình cũng nhìn ra yêu quái. Ôi người đó mà tu gì, nó đâu có tốt gì, nó giả bổ làm gì. Ta mình nhìn ai cũng một cặp mắt phán xét theo cái tâm tư của mình, cái tâm lượng của mình. Hễ mình rộng lượng là mình nhìn người rộng lượng, mình hẹp hòi là mình nhìn người hẹp hòi. Ta là mình nhìn bằng cái xúc thực. Rồi ví dụ mình lỡ mình phát một cái câu đó mà cái người đó không nghe, xong họ tiếp xúc cái lời nói của mình tiếp xúc họ qua ánh mắt, họ tiếp xúc mình qua cái lời nói, cuối cùng ôm nhau khổ nhất. Một người thì nhìn mình phán xét, nói ra những lời phán xét, mình nghe lời phán xét mình khổ, họ nhìn mình họ phán xét họ khổ, rốt cuộc đời là một biển khổ. Là tại mình không có chánh niệm để mình tiếp xúc cái gì rồi nói cái gì, rồi mình làm cho nhau khổ đau, rồi cuối cùng nói đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Đợi khi nào qua đời nó qua hết biển khổ. Nhưng mà ngài Huyền Trang là một con người chân thật, không mang trong người ngài một cái thần thông biến pháp nào hết. Cho nên yêu quái mà xuất hiện trước mặt ngài
ngài cũng cúi đầu, ngài cũng kính thương, nhớ mấy lần như quá giả người này người nọ. Nhưng mà trước mặt Huyền Trang vẫn là một người. Đó là cái chân thành của con người mà cần có. Còn họ là yếu quái không? Tự đúng lúc họ hiện lên này. Mình chỉ cần sống chân thật thôi. Cho nên đó, tại sao ngài Huyền Trang, một con người bình thường mà làm thầy luôn cả Tôn Ngộ Không, làm thầy luôn cả Bát Giới. Đặc biệt cái chỗ đó, tại vì cái tấm chân thật của ngài, mù mô như Ngộ Không cũng phải cúi đầu trước một chân thật. Thần thông như Ngộ Không vậy, đang vấn một cái là tới, vậy mà dẫn theo ngài làm thầy, phải không? Mà có, mà chính vì vậy cho nên nó hở chút là nó bỏ thầy. Còn ngài đệ tử có đi, ngài dẫn thương, đó là cái chân thật của con người. Cho nên ngay ở nơi cái điểm đó, chúng ta dẫn chân ra được rằng chúng ta cũng là một ngài, một Huyền Trang đó chứ. Nhưng mà tại mình chưa phát triển cái chất đó, mình chưa phát triển được cái chất thật đó, mà thậm chí mình sống thật vô bị người ta tác động. Thí dụ mình nhìn người ta tốt nhưng mà người khác nói, ôi chị đừng có nghĩ nó như vậy, anh đừng có nghĩ như là mình bị tác động. Mình chưa vững được, mình chưa vững vàng được. Còn ngài Huyền Trang thì đem cái tâm chân thật, khi nào họ thật sự biểu lộ họ hiệu quả. Còn trước mặt mình là một con người, họ có thể trở nên, nhưng mình cũng cần phải, nhưng mà ở một cái diện khác, một cái hình, một cái ở một cái phương diện khác, Tôn Ngộ Không nhận được, đang tượng trưng cho cái trí. Nhưng mà cho dù mình có trí tuệ cỡ nào đi nữa, nó cũng không ngoài đạo đức. Cho nên Tôn Ngộ Không phải trồng cái dòng kim cô, ngài Huyền Trang trồng dẫn cái dòng. Cái dòng đó là gì? Đó là cái đạo đức. Nếu mà anh mà mưu mô trí tuệ mà không đạo đức, mưu mô thì nguy hiểm lắm. Mưu mô thì nguy hiểm. Cho nên bổn phận của một người Phật tử là phải phát triển đạo đức. Mình quy y là mình trở về, mình nương tựa Phật là người thầy, pháp là lời dạy của Phật, là chân lý, là con đường. Mình muốn đi đến đâu, mình phải biết đường. Muốn làm gì phải biết cách. Đi không biết đường thì đi sai. Làm mà không biết cách thì làm trật. Sống mà không biết cách sống thì cuộc sống mình sẽ khổ đau. Cho nên quy y pháp là trở về với đạo lý, với con đường, với cái cách sống mà Phật dạy. Mà cái cách sống đó là gì? Đó là đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó, bổn phận của Phật tử chỉ nhiêu đó. Không, cho Phật tử chỉ ba câu đó. Cho nên đó, bổn phận của một người Phật tử là chúng ta phải học hỏi giáo lý, hành trì giáo lý và duy trì giáo lý. Mà muốn nói tới cái chỗ hành trì thì phải nói tới cái chỗ này. Đạo Phật nói tu hành, tu gì? Anh nói cho tôi nghe. Mình phải nói cho được cái chỗ tu của Đạo Phật. Đạo Phật dạy tất cả đệ tử tu, nhưng mà tu thân, tu miệng, tu ý. Tu thân á, là tránh ba việc lỗi, đó là sát sanh, trộm cắp, tà hành. Tu miệng á, là tránh bốn lỗi: nói dối, nói lưỡi hai chiều, tức là đâm thọc cho người ta gây gỗ. Nói lời thô ác là chửi rủa, mắng nhiếc. Nói lời dụ dỗ, mê hoặc, vô ích. Đó, miệng mình sẽ có bốn lỗi, cho nên ráng tu bốn cái này. Ý mình sẽ có ba lỗi, đó là tham, là sân, là si. Như vậy, tu theo Phật giáo là based on, tức là căn cứ vào ba nghiệp của con người hàng ngày, đó là thân, miệng, ý. Thế nào mình phải có hành động gọi là thân, thế nào mình phải nói gọi là miệng, thế nào cũng phải suy nghĩ gọi là ý. Nhưng nếu tu mà không biết tu thân thì thân làm ngược lại, thay vì phóng sanh thì sát sanh,
Thay vì bố thí thì mình lại trộm cắp. Thay vì sống chánh hạnh đàng hoàng với gia đình hạnh phúc của mình thì mình có thể sống dở đi, mình làm việc tà hạnh đó. Cho nên cái thân này có thể tạo ra ma lỗi, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Cho nên Phật dạy mình phải làm ngược lại: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh. Miệng mình có bốn lỗi, đó là nói dối, thì bây giờ nói lời chân thật. Thay vì mình đâm thọc cho người ta gây gỗ, mình nói lời hòa giải, hàn gắn. Thay vì mình chửi rủa mắng giết thì mình nói những lời đơn giản nhẹ nhàng. Cuộc sống của mình, nếu mà nói rằng tôi không có giận là không đúng. Có giận nhưng mà không giận sao cho con người. Cho nên có một lần đó, có một người đệ tử lên nói: sư phụ ơi, con giận cái người sư huynh con lắm. Cho ông thầy: ồ thôi vậy thầy cũng mừng, tại vì con thủy chung vẫn là con người, nghĩa là con còn có buồn giận á. Mà hãy con còn có giận, nghĩa là con có cơ hội chuyển giận thành vui. Chứ còn con sống mà con bất cần, con không cần quan tâm đến ai, thầy mới lo. Còn con còn quan tâm với người này, con quan tâm người kia, cho nên con thấy họ thế này thế nọ, con giận không sao. Có cơ hội nhìn thấy cái đúng của họ để thay đổi. Chỉ sợ nhất là sống lạnh lùng, sống còn không biết thương ai, còn có giận là cái feeling, cái emotional mình còn, cái cảm xúc mình còn. Cho nên ý cái miệng mình là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác và nói lời vô ích dụ dỗ, thì phải nói lời có. Có nhiều khi mình nói cả ngày mà nó không có lợi ích gì hết thì nó không không hơn. Con người là có hai phần, một là thần, hai là khí. Suy nghĩ nhiều là hao thần, nói nhiều thì tổn khí. Và nếu như mà hàng ngày mình không tu dưỡng cái đó thì làm sao được. Cho nên những lúc Pháp Hòa cần nói, bây giờ mình biết là mình đi giảng gì là mình nói nhiều. Mà mình nói nhiều là mình phải có tư duy những gì mình sắp sửa nói. Cho nên khi nào Pháp Hòa cần có cơ hội nhắm mắt để dưỡng thần, dưỡng khí là phải làm việc. Tại vì khi mình nhắm mắt, mình nghỉ ngơi, mình không tiếp xúc gì nữa hết, là để mình giây phút đó là mình nạp lại biến đó, nạp lại cái năng lượng. Cho nên tối mình mới ngủ đó. Tối mình ngủ là mình không suy nghĩ nữa, mình không lo lắng nữa, mình không nói nữa, mình không tiếp xúc bằng tai, bằng mũi, bằng mắt gì nữa hết, để mình dưỡng cái đó. Nhưng mà bởi vì mình nói là mình đi nghỉ, chứ thật sự mình lên mình vẫn lo. Cho nên cuối cùng lúc thức lo, đi ngủ vẫn lo, thành ra nó mất ngủ. Rồi bây giờ tới cái ý của mình: tham sân si. Tham là gì? Tham là muốn. Nếu mình nói rằng tu để hết tham, không phải. Từ khi là hết tham đó là Phật, nhưng mà thường cũng cần. Cứ làm mình đi. Nhưng mà tham gì? Tham là muốn, nhưng mà muốn theo cái nhu cầu của mình thì đâu có sai. Và đồng thời cái muốn trong khả năng của mình cũng có lỗi. Và thậm chí chúng ta soi chánh niệm vào đó, cho nên chúng ta biết chúng ta cần tham cái gì và không nên tham cái gì. Tham chỉ là muốn thôi. Nhưng mà đa số chúng ta khổ đau, phiền não trong đó là chúng ta thêm chữ là tham dục. Tức là mình muốn những cái hơn mình cần. Nói đơn giản là mình muốn theo cái tham cầu, chứ không phải muốn theo cái nhu cầu. Cái nhu cầu là dư đủ rồi. Nhưng mà đa số là mình tốn kém thêm, phần lớn là tại vì cái tham cầu. Cho nên khi mà nói đến đạo Phật dạy tu hành, thì đại chúng nhớ là Phật dạy mình tu, đó là bỏ ác làm lành. Thì bỏ ác đó, tức là bỏ 10 cái ác do ba nghiệp. Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Rồi làm lành là gì? Là làm ngược lại đó. Thay vì sát sanh thì phóng sanh, trộm cắp thì bố thí, tà hạnh thì chánh hạnh. Thay vì nói dối thì nói thật. Thay vì nói đâm thọc thì mình nói hòa giải. Thay vì nói lời chửi rủa mắng giết thì mình nói lời hiền lành.
Thay vì nói lời vô ích thì nói lời có ích. Thay vì mình tham thì mình tập sống biết đủ. Thay vì mình sân thì mình tập quán từ bi. Thay vì mình si thì mình quán nhân duyên trí tuệ. Si là gì? Si là mình mê lầm, không thấy rõ được cái sự việc một cách ngọn ngành chi tiết của nó. Nhưng mà nếu mình có tư duy, mình nhìn sâu, mình thấy rõ mọi cái tình tự chi tiết của nó, một là mình giảm si xuống, giảm hiểu lầm đó. Hai là hết luôn, tại vì mình thấy rõ, đâu có trách được. Nó cái duyên như vậy, cái nhân như vậy, thì cái quả nó như vậy thôi. Cho nên đó, đối lại với cái si là trí tuệ. Vậy thì cái đầu tiên mà người Phật tử có là duyên tu học Phật Pháp. Là muốn được như vậy, muốn được có những cái hành vậy thì quý vị phải nghe Pháp. Nghe Pháp là học hỏi. Nhưng mà đạo Phật dạy mình là nghe không phải là chỉ nhìn, chỉ nghe thôi. Mà trong cái nghe đó phải có trí tuệ, gọi là nghe tuệ, văn tuệ. Nghe bằng trí tuệ. Rồi nghe xong rồi tư duy, gọi là tư tuệ. Tư duy xong rồi thấy hợp tình, hợp lý, thực hành. Mà trong khi thực hành cũng phải có trí tuệ, để biết rằng mình thực hành sao, chừng nào, khi nào, gọi là tu tuệ. Quý vị tụng kinh tốt, tại vì mình tụng kinh để mình hiểu lời Phật và để giúp cho mình định cái tâm. Nhưng thấy chị bạn mình đó, sáng 4 giờ chỉ dậy chỉ tụng. Nhà mình đó, không có được vậy, tại con cái mọi người còn ngủ còn đi làm. Mình tụng 10 giờ sáng, 5 giờ chiều, 12 giờ khuya, thí dụ vậy. Muốn tụng giờ nào, quan trọng là hợp tình, hợp lý với cái môi trường, cái hoàn cảnh của mình. Chứ không phải kinh đó tụng 4 giờ mới linh, kinh nọ tụng 8 giờ mới linh. Linh hay không là mình tụng đúng giờ của gia đình mình. Tụng không đúng giờ gia đình mình phát khùng lên, lúc đó hết linh. Vậy tu phải có tuệ, tu không phải có trí tuệ. Mình ăn cái món đó ngon, bổ dưỡng, khỏe, nhưng có thể người ta ăn không được. Thì người ta ăn không được cũng có món khác để ăn. Chứ phải mình bắt mọi người phải ăn như các mình ăn. Hay là mình phải bắt chước cái chị đó ăn. Thí dụ quý vị ngồi thiền. Quý vị ngồi thiền, quý vị mỗi tối mình có được 10 phút. Đó, quý vị có thể có một tiếng chuông, rồi mình thỉnh 3 tiếng chuông cho nó nhẹ nhàng. Xong rồi mình ngồi tĩnh lặng trong vòng 10 phút. Trong khi mình ngồi mình làm gì? Hít thở. Niệm Phật cũng được. Thí dụ hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hoặc là hôm nay mình mệt quá, mình buồn phiền quá, thì bây giờ mình sẽ phối hợp hơi thở với những tư tưởng tích cực. Hít vào thân an, thở ra tâm lắng. Thở vào tôi biết tôi còn sống. Thở ra tôi mỉm cười với sự sống. Mình tự mình suy nghĩ những cái câu tích cực phối hợp với hơi thở của mình trong vòng 10 phút tĩnh lắng, rồi mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Ngày nào cũng làm như vậy, làm riết cái tóc mình nó thuần, nó tĩnh, mình bắt đầu có một cái cuộc sống chậm lại. Chậm đen có nghĩa là con rùa, không phải vậy. Chậm có nghĩa là gì? Mình không có phản ứng một cách nhanh nhậu để hưng việc. Mà mình cũng, người ta có lỡ làm cái điều gì sai, mình cũng không có tháo mắt liền cái đó, mà mình biết nhận, mình biết dừng lại cái sự việc để cho người ta không quá khủng hoảng dù người đã lỡ làm sao, nhất là con cái của mình, người thân của mình. Chậm lại nó có nhiều cái hay đó. Mình dừng lại được những cái câu nói, những cái cách mình, những cái hành xử mà có thể làm tổn thương người thương của mình. Sống chậm nghĩa là mình chậm lại, đừng có nhanh nhẩu quá để hư sự thôi. Ví dụ như quý vị nấu thức ăn cũng vậy thôi.
đâu có bao giờ một lần một chút cả cái hũ đường hũ muối vô đó, muốn bổ hai hũ để vô rồi nên không vừa nên tiếp. Nó là một hình thức từ từ đến khi nào nó vừa ăn thì thôi. Cuộc sống mình nó giống như mình đang nếm vậy thôi. Một cái người nào người ta mình chỉ cho người ta làm, mình cũng chỉ từng bước từ từ. Một cái người học vẽ đâu bao giờ mà bước vô là vẽ liền, nó có những cái bước đầu của nó. Trước khi vẽ phải canh giấy như thế nào, và cầm cái mực như thế nào, và mình phải nhìn cái bức hình, mình phải tưởng tượng là trước khi mình đặt cái bút vào mình vẽ, chứ không phải cầm lên là vẽ liền. Nó phải có một vài giấy chậm lại để biết mình sắp làm gì. Một người mang quần áo, họ phải nhìn khúc vải, rồi họ phải đo đạc như thế nào để không phí khúc vải, tận dụng được khúc vải mà may được cái áo cái mình. Bất cứ việc gì chúng ta làm không thể nào mà chỉ cầm cái khăn trải bàn phủ thế là xong, mà phủ lên rồi phải đi xa đi gần, ngắm nhìn, kéo tới kéo lui để cái khăn trải bàn nó ngay nha. Chỉ dù chỉ là để một cái khăn trải bàn, dù chỉ là một xếp cái ghế, nhưng nếu chúng ta chỉ để vào cho có thì nó đâu thành ra cái hình thức gì. Mà muốn có được một hình thức, chúng ta đều để và phải ngắm. Mới đầu mình nhìn chứ, mới đầu mình nhìn xong rồi đi xa ngắm, kêu là nhìn ngắm. Trước khi mình ra khỏi nhà, chải chuốt rồi xong rồi nhìn thôi nhé, làm xong trước khi đi ra ngắm lần nữa. Mà nếu mà ngắm mà chưa kỹ là phải nghía. Nghía nó chi tiết rồi. Ngắm nghía. Từ đó mình lượng ra được đạo Phật đâu có đâu đó. Đạo Phật ngay trong cách sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng mà nghe phải bằng trí tuệ, tư duy phải bằng trí tuệ, và tu tập phải bằng trí tuệ, thì mình mới làm đạo Phật thật nghĩa của cuộc sống. Đạo Phật không có chết ở chỗ, đạo Phật không có cứng nhắc, đạo Phật không có cấm khung, mà đạo Phật đi vào trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân, tùy sức khỏe của mọi người, tùy hoàn cảnh của gia đình, tùy cái thời tiết của cái nơi mình sống, mà mình linh động mọi việc. Phong hòa đi giảng, có những nơi mà muốn cho Phật tử mà người ta quy tụ đầy đủ được hết phải 10 giờ đi. Tại vì cái vùng đó người dân phần lớn là đi làm 10 giờ đêm mới về, 9 giờ tối mới ra hạn. Cho nên chùa phải tổ chức lễ 10 giờ tối y như ban ngày vậy đó. Thay vì làm lễ 10 sáng giờ đó là 10 giờ đêm, 12 giờ khuya lễ xong thỉnh lên ăn trai tăng. Trời ơi, tắt bạch cúng dường trai tăng 12 giờ. Rồi xong xuôi hết rồi tối gần sáng cái vùng đó. Rồi nếu người ở bên đi qua bên Las Vegas giảng mà thứ sáu thứ bảy chủ nhật là không có ai nghe, ta đi làm. Người Việt người phần lớn đi làm, ta nói ra người ta mình phải giảng thứ ba thứ tư ví dụ vậy thì mới mong con người đi vào. Như vậy mình á, mình làm việc mình thuyết pháp đi, hay là mình muốn tổ chức lễ là cho muốn có người đi dự, mà mình không nương vào cái hoàn cảnh, cái thời gian của người dự thì mình làm cái ấy. Thì Phật pháp cũng vậy thôi. Chúng ta muốn truyền bá mà chúng ta không linh động hiểu được cái hoàn cảnh của con người, tâm sự chúng ta truyền. Chúng ta muốn cho người ta thuốc uống mà chúng ta không biết bệnh gì của người ta hết, thì làm sao chúng ta cho người ta thuốc uống được. Mà thậm chí cho dù mình đưa một viên thuốc cảm, nhưng cũng phải nhìn vào tuổi tác, sức khỏe của mọi người mà đưa, chứ phải ai mà cũng đưa cùng cái liều lượng, dù chỉ là một viên thuốc cảm. Như thế mình phải hiểu đạo Phật là gì. Cho nên một Phật tử mình muốn gọi là hộ trì cho Phật pháp, thì trước hết mình cũng phải có nghe Phật pháp, hành Phật pháp và duy trì Phật pháp. Duy trì bằng cách nào? Thật ra cái vai trò, cái nhiệm vụ duy trì phần lớn là ở các vị xuất gia. Nhưng mà cư sĩ cũng đóng góp không nhỏ, tại vì nếu không có quý vị thì các vị xuất gia làm không được.
Thí dụ như trong số ngồi đây, nếu quý vị giữ mãi mãi là hình thức cư sĩ thì đâu có theo người xuất gia. Bây giờ mấy bạn trẻ ngồi đây mà ai còn đang available và nghĩ tới chuyện đi xuất gia, và nếu mà trong hội trường này được 10 bạn trẻ mà đi tu thì trong cái đoàn thể người xuất gia sẽ tăng thành 10 người đi làm việc. Như vậy thì cái hàng ngũ xuất gia cũng từ cái hàng ngũ cư sĩ mà. Rồi cha mẹ của các là các vị cư sĩ, cha mẹ cũng đồng ý cho con mình đi xuất gia, thì cái hàng ngũ người xuất gia sẽ tăng trưởng và làm được nhiều việc, đặc biệt là cái năng lượng của tuổi trẻ. Tuổi trẻ có một sức sống, có một cái trí, có một cái khả năng. Cho nên xưa giờ trong tất cả mọi cái hình thức của cuộc sống, ngành nghề của cuộc sống luôn luôn là chiêu nạp cái tuổi trẻ, tại vì nơi họ có nhiều khả năng. Người lớn như vậy không phải người lớn tuổi không được, người lớn tuổi được, nhưng mà ở một phần nào đó. Còn tuổi trẻ thì có thể làm được cái công việc tiếp nối, duy trì, phát triển, đi xa hơn. Cho nên mà nếu mà ngồi đây mà các bạn trẻ mà ở Việt Nam mới sang trong vòng vài năm học và thành tài rồi, mà có thể mà nghĩ rằng mình có thể giống bảnh phát tâm đi xuất gia, mà ký được chừng 5-10 người, 10 người đi xuất gia, hơn nữa thì càng tốt đó. Nhưng mà rồi trong 10 người này đó, mà mình cố gắng mình học hỏi thì mình sẽ làm được rất nhiều việc cho Phật giáo, mà đặc biệt là Phật giáo ở hải ngoại. Ở ngoài này còn rất là cần nhân sự. Cho nên ngày nay gần đây Pháp Hòa đi đâu cũng hay dẫn quý thầy trẻ theo, để Pháp Hòa muốn giới thiệu cho các thầy một cái cách hành đạo để cho các thầy tiếp nối. Pháp Hòa bây giờ gần 50 tuổi rồi. Bây giờ nếu mà Pháp Hòa mà giỏi lắm đi nữa thì 10 năm nữa thôi, chứ đâu có thể đi ngoài được. Người ta cũng đâu nghe mình nữa, tại lúc đó mình old fashion. Cho nên là ca sĩ cũng phải tùy lúc ấy. Đâu phải hát hoài được, phải nhường sân khấu cho người khác. Nhưng mà nếu mà không có tuổi trẻ thì làm sao yên lòng bước xuống sân khấu. Cho nên Pháp Hòa rất mong tuổi trẻ phát tâm giống mà lập một cái chí cho vững vàng. Đừng nghĩ rằng đi tu là chán đời, mà phải nghĩ rằng đi tu là một người yêu đời sống học. Yêu đời mình mới đi tu. Còn nếu như mà mình ở ngoài mình cũng yêu, mà yêu người sống yêu đời, yêu một người thôi, mà chắc gì người đó làm mình hạnh phúc mãi không? Hay là mai hờn mai giận. Rồi phải lúc nào cũng phải mua bông mua đồ để xin lỗi nữa. Thì mình yêu có, nhưng mà có chỉ yêu người chứ không phải yêu đời. Còn người đi tu là mình yêu đời số một. Vì mình yêu đời cho nên mình mới cống hiến cuộc đời mình cho đời lại. Mà một người mà làm việc cho cả trăm cả ngàn, đó chẳng phải là cái phước sao? Cho nên mình được đi xuất gia, mình được làm việc cho Phật, đó là cái phước của riêng mình và phước của người thân của mình. Cho nên chiều hôm nay Pháp Hòa rất hạnh phúc, rất vui là Pháp Hòa được về đây thăm quý bà con cộng đồng người Việt ở đây. Trong cái tinh thần mà quý vị được cùng một cái cuộc sống vật chất nhưng không dừng ở đó, tại vì tâm linh nó sẽ ôm mắt, nó sẽ làm cho cuộc sống vật chất bình an hay không là do tâm mình. Mà tâm mình mà được cái hạnh phúc, được cái bình an, mình làm cho cuộc sống đời thường của mình nó ngăn nắp, nó bình an lắm. Cho nên Pháp Hòa sẵn sàng. Và hôm nay chúng ta là những, chúng ta làm cái việc là khơi cái duyên. Và nếu chúng ta giữ được cái duyên thì chúng ta sẽ tiếp duyên. Giữ duyên, khơi duyên, tiếp duyên và duy trì cái duyên này mỗi ngày cho nó mỗi tốt hơn. Và không phải mình không, mà tới lớp con mình ở một cái vùng đất mà xa xôi, ít người Việt, thật sự mình duy trì được những cái hình ảnh văn hóa tốt đẹp như thế này thì con cái mình nhất định nó sẽ có một cái tiếp nối, có một cái hình ảnh, có một cái
bức họa để nó theo đó mà nó đồ nó đi theo đó. Cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được về đây thăm quý vị, và cảm ơn đại chúng đã không quản ngại về đây, mặc dù phần lớn cũng biết em hết nhưng mà lúc nào cũng để coi like nó vẫn hơn. Chúc đại chúng an lành sức khỏe. Thì tiếp theo đây là Pháp Hòa có mấy câu hỏi ở trên bàn đây, thì hy vọng là Pháp Hòa có quý vị cho Pháp Hòa thêm thời gian để trả lời mấy câu hỏi quý vị đã gửi lên đây ha. Trong này Pháp Hòa chỉ đọc câu hỏi thì vừa câu hỏi trả lời. Thưa Thầy, con thấy trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có đoạn viết như sau: đoạt tiền tài phi nghĩa như ăn thịt độc vào, uống rượu độc giải khát, ác nghiệp tránh khỏi sao, no nê chẳng thấy đâu, thần chết đến sẵn rồi. Vậy mà con thấy ngày nay con người vì đồng tiền và lòng tham mà sẵn sàng lừa lọc, chà đạp nhau, chiếm đoạt của nhau. Vậy lời khuyên nào và bài học nào cho những người này để họ tỉnh ngộ và không mắc sai lầm nữa ạ? Thì đây là một câu hỏi thuộc về một quyển sách, nó không nằm trong Phật giáo. Tuy nhiên, cái nội dung của quyển sách này nó cũng tương đồng cái ý nghĩa như là kinh thập thiện của Đạo Phật. Hồi nãy quý vị nhớ có bài chia sẻ với quý vị, thân có 3 lỗi, miệng có 4 lỗi, ý có 10, 3 lỗi là tổng là 10 đó. 3 nghiệp mà gọi là 10 nghiệp gọi là thập thiện hay là thập ác đó. Thì trước hết Pháp Hòa xin nói về cái quyển sách này, giới thiệu chút chứ vì nó không phải là sách của Phật giáo. Nhưng mà cái gì hay có khả năng chuyển hóa thì chúng ta có thể học hỏi. Trước hết quyển này có tên là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tác giả của quyển này thì cũng chưa có rõ, nhưng mà người ta cho rằng tác giả của quyển sách này chính là Lão Tử, người đã khai sáng ra đạo gia mà người Việt chúng ta thường gọi là đạo lão. Thì cái vị này về Lão Tử là một cái danh xưng cung kính thì chúng ta gọi, chứ tên thật của ngài là Ni. Thì tại sao gọi là Thái Thượng? Bởi vì người ta gọi ngài Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân. Và vì quyển sách này cho nên ngài đặt cái chữ đầu là Thái Thượng, tức là để chỉ cho Lão Tử. Cảm ứng, cảm và ứng. Thí dụ chúng ta có thành tâm chúng ta cầu nguyện gọi là cảm, thì cái việc mà nó đến với mình được thì chúng ta gọi là ứng. Nói theo nhà Phật là gì? Cảm là nhân, ứng là quả. Nếu mình muốn gia đình mình an, đó là cảm, mình muốn mà khởi tâm, thì mình phải ráng tu tập và sống như thế nào, tạo phước như thế nào để gia đình mình được cái an và là ứng. Nó trời, tôi muốn được mẹ, tôi cầu nguyện linh nghe ứng. Nhưng mà thường thì cái cầu nguyện là cái khởi tâm, mà nó phải phối hợp với cái cách sống, cái hành động để cho cái việc đó nó thật sự nó có. Cho nên cảm ứng là hai cái trạng, một cái đối, một cái đối. Nói đơn giản là cái đối rồi. Cái mình đối gọi là cảm, cái được đáp gọi là ứng. Mình cảm, chỉ cảm là mình cảm tình, cảm xúc. Mình cảm với cái người đó, cho nên mình biểu lộ một cái gì đó, cái tự nhiên người đó nhận ra được cái hành động của mình, cái cách của mình, cho nên người ta ứng với mình. Thiên là một phần, chữ thiên đây không phải là trời, chữ thiên là một phần của quyển sách. Vậy thì Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tức là một phần sách nói về sự hướng dẫn đạo đức
của một vị tên là Thái Thượng, tức là Lão Thượng. Và cái quyển này nói về cái gì? Dạy cho chúng ta những cái điều cơ bản đạo đức. Thì trong này có một câu: mình đoạt tiền tài phi nghĩa. Phi nghĩa tức là tiền tài chính đáng. Mình lừa gạt người ta là thuộc tiền tài phi nghĩa. Thấy không? Mình ăn cắp ăn trộm của người ta là thuộc tiền tài phi nghĩa. Cho người xưa cũng có câu dạy mình: nhân phi tài bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Cái người họ không phải là người hiền đức, không có giao lưu. Người của mà không phải là do mình tự mình tạo ra mà do cái trộm cắp, đừng có lấy, đừng có lấy. Đó là tiền tài phi nghĩa. Nhân phi tài bất giao, vật phi nghĩa bất thụ. Thí dụ như ta ai đó ta đem tới ta cho mình một cái quạt máy, cái máy thì hỏi đâu anh có, tôi mới chôn nhà xuống. Trời ơi, cảm ơn anh nha, tôi đang cần và tưởng nhớ đâu. Thế này là không được. Thì trước sau cũng hỏi. Quý vị biết là nhiều khi mình thật sự là mình vô tình, mình mua nhầm những cái vật cần cặp đó. Rồi người ta đi tìm cái vật đó, thời gian ra cái tự nhiên tới mình xài, thời gian nó hư. Mình thì chân thật, tại mình nghĩ mình mua đồ cũ, mình mua đồ second hand. Nhưng mình đâu có biết là second hand đó là nó nhất ở trên hand của người khác. Tới hồi cái máy đó nó hư, đem vô sửa. Và máy móc ở đây nó có cái series đó, nó có cái số đó, vô bấm ra. Thì cái này đã được record là đoàn cắt. Rồi cái chừng đó, thật ra là mình hoàn toàn sẽ không có lỗi, không có tội. Nhưng nó cũng nhắc nhở, họ sẽ điều tra anh mua ở đây đâu, từ đâu mà cần truy ra. Có nhiều món mình mua cả chục năm về trước rồi đâu có nhớ lắm đó. Nhưng mà truy ra ở đây là tất cả đồ đạc, nhất là những cái máy móc mà sửa chữa mấy cái part của nó đều có cái số đó. Mình vô mình bấm là nó ra đó. Và thậm chí cái cục mực của mình, của máy printer mình đem ra mình mua mà họ bấm ra, họ nói cái này bây giờ discontinued rồi, họ biết liền tức khắc thôi. Cho nên là cái mà mình cái nói tất cả những cái gì không phải của mình đều gọi là phi nghĩa. Mình nói một cái lời nói mà nó không có đạo lý gì kêu là phi lý. Anh muốn nói gì đó mà nó không có logic, nó không có make sense thì là phi lý đó. Của cải mà nó không có phải của anh mà chiếm của người ta là phi nghĩa, không có tình nghĩa gì hết. Phải chi anh có, anh xin rồi còn nói ở đâu có mà tôi chôn. Mà ta để, người ta để hở mà mình lấy gọi là chôn. Đi ngang mà sớt gọi là chĩa. Rồi người ta để trong tủ, trong rương mình lúc mình lấy kêu là trộm. Mình lén lúc mình vô mình lấy gọi là cắp. Rồi mình đe người ta xuống mình lấy gọi là giật. Mình hành hung để mình lấy kêu là cướp. Ăn trộm, ăn cướp, ăn chĩa, rồi cắp, rồi vân vân. Nó tùy cái hành động mà nó có tên. Rồi tất cả những cái hành động đó kêu là chích. Kêu là chích. Chích là đạo ăn cắp. Cho nên trong nhà Phật, cái giới thứ hai của tất cả người tu thọ là gì? Nhất viết bất sát, nhị viết bất thâu đạo. Đạo là trộm cắp. Chữ đạo này, chữ Hán nó viết khác, nó không phải là con đường. Đoạt tiền tài phi nghĩa, nó lấy của người khác ăn thì chẳng khác nào như ăn thuốc độc, như uống rượu độc. Hả? Thì cái ác nghiệp tránh khỏi sao? Do đó chẳng được bao lâu, nhưng mà đọa lạc nó tới gần. Mặc dù câu dạy của Lão Tử không có phải Phật giáo, nhưng lời dạy này cũng không qua, không có sai gì hết. Và có thể nói rất là tương đồng với Phật giáo. Nói về cái nhân quả, nói về cái cách sống. Cho nên Đạo Phật cũng dạy mình với thứ hai của Phật tử sắp thọ đấy nè. Hồi nãy Pháp Hòa trình bày với đại chúng là Pháp Hòa một phần giới thiệu quý vị cho mấy người chút nữa quý. Thì cái điều thứ hai mình không làm là không trộm cắp. Cái gì cũng phải của mình, đâu có lấy. Muốn thì mình xin.
Vậy thì bây giờ ở đây họ đặt cái câu hỏi là nếu mà như vậy thì tại sao ngày nay con người vẫn như vậy? Dạ thưa, không phải ngày nay không, ngày xưa cũng y vậy thôi. Nhưng mà ngày nay nó còn tinh tế hơn. Ngày nay là Facebook nó cũng hack được, email nó cũng hack được, nhà băng mình họ cũng có thể họ hack được. Cái lời khuyên như thế nào? Thật ra thì cái lời khuyên này nó đã đầy đủ trong xưa giờ. Cái quan trọng là chúng ta con người có tiếp nhận lời dạy này để ứng dụng hay không. Xã hội hiện tại người ta vẫn có nhà tù, vẫn có những hình phạt, nhưng mà tội những người phạm pháp vẫn còn. Đó, xã hội thì có hình phạt, có tù, đạo giáo thì địa ngục, giới thiệu cảnh địa ngục, nhưng có người vẫn vậy. Thế mới biết tại sao đạo giáo có mặt ở cõi người. Tại vì con người là cái tổng hợp của thiện ác. Nếu nói thiện, không ai thiện như con người. Còn nếu nói ác, không ai ác qua con người. Cho nên đạo giáo, quý vị đâu phải đạo Phật không đó. Đạo chúa, đạo tin là tất cả các đạo giáo đều có mặt trong cõi người, cũng nhắm vào con người để chuyển hóa tất cả. Vậy mà các ngài làm việc như vậy, giảng dạy như vậy mà con người còn chưa hết nghiệp. Nhưng mà bây giờ nói như vậy không nghĩa là chúng ta give up, mà cái quan trọng tự thân mỗi người chuyển hóa trước, tự tu. Bây giờ thí dụ mình nói mình chưa giảng được ai, mình chưa nói được ai thì tự mình, cho nên tự mình phải cảm hóa chuyện đó trước, tự mình không làm điều đó trước. Cứ tự mình đi rồi mình giáo hóa cho con cái người thân của mình. Một người được như vậy còn đỡ hơn không có ai. Một gia đình được như vậy thì đỡ hơn không có gia đình nào. Cho nên cứ chúng ta cứ tự làm như vậy. Bạch Thầy, xin phép cho con hỏi, khi mình ngồi thiền mình nên bật nhạc thiền hay thiền trong yên tĩnh thì tốt hơn? Thưa đại chúng, trước hết quý vị phải hiểu chữ thiền là gì. Chữ thiền không có nghĩa là ngồi chỗ liêm diêm chữ thiền. Mà nếu mình hiểu đúng chữ thiền á, thiền là khả năng sống với hiện tại. Nhưng mà cái ngồi thiền đó là một trong bốn cách của thiền: đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, đứng thiền và tứ quan y. Thiền đứng, thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm. Nhưng mà thiền đi nó vẫn động, thiền đứng nó cũng động, thiền nằm nó cũng khò. Thiền ngồi là nó tỉnh nhất và nó lợi lạc, nó thù thắng nhất. Cho nên xưa giờ người ta tập thiền ngồi nhiều hơn thiền nằm. Còn cần thiền nằm là buổi tối đó, quý vị đi ngủ quý vị nên làm thực tập thiền nằm để ngủ một giấc ngủ sâu sắc ngon mà không mộng mị, không lo lắng. Cho nên có thiền nằm nhưng mà ứng dụng trong khi ngủ. Còn trong khi mà chúng ta ngồi thiền, thân mình ngồi ngay, không nằm, không đứng, không đi, cái trạng thái ngồi nó giúp cho mình dễ định tâm. Nhưng mà bởi vì bước đầu chúng ta chưa thuần quen thì các vị nó mượn âm thanh, thí dụ như nhạc thiền, hay là thí dụ những lời hướng dẫn để giúp cho mình có cái cơ bản bước đầu thích như thế nào, thở như thế nào, tâm mình trụ vào. Tại vì thiền mà giúp cho cái tâm mình định, cái tâm của mình nó nhảy dữ lắm. Quý vị ngồi đây với nó hoài chưa được tiếng rưỡi mà quý vị nhảy cũng hơi nhiều. Thì như vậy mình biết rằng thân mình ngồi đây mà tâm mình không có ngồi đây trọn vẹn. Cho nên thiền là nó giúp cho mình thân đâu tâm đó. Ngồi ở đây biết mình ngồi ở đây là thiền. Nhưng mà cái tâm mình không bao giờ dừng được sự suy nghĩ. Cho nên lấy hơi thở giúp có một cái đề mục. Mình phải suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ một việc thôi. Chứ thay vì suy nghĩ nhiều việc, bây giờ suy nghĩ một việc thôi.
đó là hơi thở của mình. Cho nên mình ngồi yên chỗ, hít vô biết, thở ra biết, nhưng mà để cho cái hơi thở tự nhiên chứ không cần phải cố gắng. Chứ không phải thiền làm vậy nha. Người ta tưởng mình ngủ, mà mình thở kiểu đó lát mình đứt hơi mình chết. Thiền là mình ngồi yên, biết hơi thở rất rõ. Tại sao lấy hơi thở mà không lấy cái khác? Tại vì cái hơi thở nó gần gũi với mình nhất. Và cuộc sống của mình chính là ở cái sự điều hòa hơi thở. Quý vị thấy vào bệnh viện đó, người ta muốn biết sức khỏe của mình, người ta cũng phải đo cái nhịp thở của mình. Mà thấy cái nhịp thở mình đều đặn, yên tâm. Cho nên hàng ngày á, mình phải tập thiền để cho cái thở mình đều đặn, nó duy trì cái sức khỏe dẻo dai. Nhưng mà bởi vì tâm mình phải có chỗ để bám, thì mình bám vào hơi thở. Thay vì thường ngày mình bám biết bao nhiêu chỗ, nội một cái ngồi đây mà nói ngày mai sáng đi chợ chứ không, là bắt đầu hình ảnh chợ nó đi ra này. Rồi bắt đầu nhớ vào trong tủ còn gì này, rồi nhớ cái list mình ghi nè, đủ thứ đó. Cái tâm mình nó trụ, em là giúp cái tâm mình trụ lại. Cho nên bắt đầu chỉ cho mình cách quán hơi thở, để mình detach, mình focus luôn. Hơi thở chính là cái object, cái đối tượng để cho mình thiền trong khi mình định tâm. Hơi thở. Vì vậy cho nên á, mượn phương tiện hình thức âm thanh, phương tiện đó, quý vị tập một thời gian nào đó rồi thì mình từ từ mình nhạc cái đó ra. Để chi? Để lúc nào không có nhạc mình vẫn tịnh được chứ. Không lấy đi đâu cầm nhạc thôi mở. Nhạc chỉ là một phương tiện lúc nào tâm mình chưa an. Và quý vị có thể mở nhạc trong giấc ngủ tối, mình nằm mình buông thư toàn thân, mình hít thở, mình mở nhạc thiền êm dịu đó, để cho tâm của mình nó thư giãn, những tế bào, những cơ bắp cho mình nó thư giãn theo hơi thở, thư giãn theo dòng nhạc đó, mình đi ngủ như vậy tốt. Còn nếu như mà mình ngồi thiền thì mới bước đầu thì có thể, nhưng một thời gian nào mà tập ngồi tĩnh lặng, lặng lẽ để chi? Để bật cái tiếng nhạc đó mà mình nghe được cái tiếng tâm của mình, cái tiếng tư tâm tư của mình nó vừa khởi cái gì mình biết hết. Mình biết chi? Kéo nó lại, không để nó lôi. Hồi xưa giờ nó lôi mình hết. Hồi xưa giờ mình sống rồi mình đi đâu nó lôi mình hết. Bây giờ mình nó vừa khởi lên biết liền. Thí dụ mình đang ngồi đây vui vẻ vậy đó, tự nhiên ghế trống có người đó, mình nhìn qua thấy cái người mà nó mưa, là bắt đầu tâm hành mình nó khởi sắc, nó biến dạng liền. Nhận thức như vậy là thiền. Cho nên thiền là gì? Là khả năng nhận diện và sống với giây phút hiện tại. Như vậy không phải chỉ ngồi thiền không, mà ăn cũng thiền, nói cũng thiền, bất cứ việc gì mình làm cũng thiền hết. Nghĩa là làm trong cái tỉnh thức, nhưng ngồi thiền là thù thắng, vì giây phút đó giúp cho tâm mình tỉnh, lấy cái năng lực tỉnh đó sống suốt ngày. Cho nên việc gì nó bằng trời đi nữa mình vẫn giải quyết hết á, nhưng mà mình không có tỏ vẻ. Quý vị thấy thường thường mà đi mua nhà đó ha, mà người nào mà thiếu định tĩnh thôi là không bao giờ được giảm giá đâu. Vô mắt sáng lên, ôi chạy quýu quýt nè, em thích cái nhà này quá, nói tiếng Việt, anh Mỹ, anh nhìn anh biết hết rồi. Mình biểu lộ cái quán thích của mình là người ta đánh tâm lý mình đi. Rồi mình đi vào trong cái chỗ nào đó mà cái biểu lộ của mình là người ta nhận ra mình đang sợ hãi, mình đang cuốn loạn, mình như thế nào thế nào, cái tâm lý của mình nó biểu lộ. Cho nên thiền nó giúp cho mình định tĩnh, dù bất cứ ở một cái trạng thái nào, tâm mình vẫn bình an được. Người ta có chuyện lớn đi nữa mà tâm mình bình an, mình giúp cho người ta nhiều. Tại vì cái cách an của mình làm cho người ta cũng an theo. Con muốn thỉnh bàn thờ A-di-đà, Địa Tạng Bồ-Tát, Quan Âm Bồ-Tát thì có được không ạ? Dạ được hết. Quan trọng là nhà có chỗ không? Rước nhiều quá mà không có chỗ là chen chúc nhau ở cực lắm. Quý vị thờ Phật
không nhất thiết phải thờ nhiều tượng, một tượng cũng được mà thờ cho trang nghiêm, ba tượng cũng được mà để ba tượng cho trang nghiêm. Đừng có chồng chéo với nhau, ngồi chật chội với nhau, hỏi chi vậy, thờ cho đủ, biết nhiêu cho đủ, mười phước Phật lên phải không? Nhưng mà quý vị nhớ là thật sự ra thờ ba tượng, bốn tượng, mười tượng, bốn tượng được hết. Quan trọng chỗ thờ nè. À, thứ hai là cách trang trí, chứ không phải tượng nào mà cũng để lên bàn thờ, nhìn nó rối và nó không có trang nghiêm. Quan trọng là trang nghiêm đó. Ví dụ như chiều nay ở đây nè, mình không ngang đèn gì hết, một bức tượng Phật để nó trang nghiêm. Không phải là phải có ngang đèn gì hết. Cúng Phật có nhiều cách, cúng bằng đèn, cúng bằng hương, cúng bằng hoa, cúng bằng trái, cúng bằng lễ. Thí dụ như bữa nay là không đèn, không nhang, không bông, không trái, nhưng mình chắp tay mình xá Phật, cúng Phật rồi đó. Cúng Phật nhiều cách lắm, chứ không phải chỉ có bông trái mới gọi là đủ. Giờ thí dụ bây giờ mình để cái bàn thờ mình nhỏ, để trái cây bông trái cũng được. Hỏi trái sao đủ ăn, ta chia. Biểu tượng thôi. Trái cây là quả, bình bông là nhân, tượng trưng cho nhân quả, nhắc nhở Phật tử trong cuộc sống. Đừng có bao giờ là muốn người Phật tử không được quên đạo lý nhân quả để sống. Mình luôn luôn nhớ đạo lý nhân quả là mình sẽ sống bằng cái nhân thiện để được quả thiện. Cho nên để trái cây với bông là nhắc nhở Phật tử phải nhớ đạo lý nhân quả. Nhang, hương ấy, là tượng trưng cho giới. Bởi vì hương là thơm, người sống có đạo đức, hương nó mới thơm, mà cái hương đạo đức nó mới mãi mãi. Còn cái hương vật chất nó không có bền, nhưng mà nó biểu tượng. Cắm cái hương lên biểu tượng nhắc nhở mình sống có đạo đức như cái hương này, lan tỏa mùi thơm. Đại ý là như vậy. Cho nên quý vị cứ thỉnh Phật về để tùy theo bàn thờ. Nếu không chật quá mình thỉnh một bức tranh Phật cũng được. Có chỗ thì để tượng, không có để tranh. À, còn bao nhiêu tượng thì tùy, và cho dù một tượng cũng không sao. Bạch Thầy, tri túc là biết đủ, nhưng xin Thầy giải đáp giùm con là biết đủ ở đây. Bản thân mình còn làm nhiều hơn, nhưng thấy như vậy là đủ và dừng lại, là làm việc đến hết khả năng cho phép mới dừng lại ạ. Thưa đại chúng, cái chữ biết đủ trong kinh dùng từ Hán văn ấy, gọi là tri túc. À, biết đủ gọi là tri túc. Nhưng bên cạnh chữ tri túc nó đi thêm chữ nữa là thiểu dục. Thiểu dục tri túc. Thiểu dục tức là ít muốn, tri túc là biết đủ. Và đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình đó là dù lùi bước tiêu cực, lúc nào cũng thấy đủ, mà trong khi đó khả năng mình có. Không phải vậy. Cái đủ là đủ gì? Đủ với khả năng của mình, đủ với cái mình cần, chứ không phải là đủ với cái tiêu cực. Đừng hiểu lầm như vậy. Pháp Hòa ví dụ, mình đói bụng có quyền ăn chứ, mình cứ ăn thoải mái, nhưng mà ăn đủ với cái mình cần thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ như nói là ăn được hai chén cơm mà bụng vẫn còn đói, nó không Phật dạy mà. Ăn vậy đủ. Đâu phải vậy. Thí dụ mình còn đói bụng cứ ăn. Còn thí dụ như á, mà mình thấy mình ăn vậy cũng vừa rồi, nhưng mà tại còn đông người quá, để mình chia sẻ với người khác, thì cái này không phải. Cái đó ở một cái gì khác nữa, là mình biết đủ, tạm đủ cho bữa nay, vì còn nhiều người khác cũng cần đủ. Tại vì mình ăn vừa đủ để tạm đói, thì người khác mỗi người một chút để tạm cái đói đó. Thì cái tinh thần này là bắt đầu là thiểu dục. Thiểu dục là ít muốn. Để là anh có thể muốn nữa đó, nhưng mà anh biết nhìn, anh thấy rằng còn nhiều người cũng muốn nữa, cho nên anh share cái phần này để tạm thời mỗi người đủ, tạm đói dạ, và thiểu dục cái phần mình để nhường cho người khác, để người ta cũng được tri túc. Cho nên đừng có hiểu lầm,
mà phải nói là cái tinh thần thiện dụng tri túc của đạo Phật ấy, nó rất là tích cực và rất là thiết thực để giúp cho đời sống của chúng ta. Thí dụ bây giờ con mình nó có khả năng học tới đại học, học tới bác sĩ, cứ khuyến khích nó học. Còn thí dụ như mình nó có thể nó học lên tới bác sĩ, cái mình nói mày học cao để làm gì, cũng là ngày hai bữa con cũng sanh con lấy vợ thôi, đi về quê với tao, thí dụ vậy. Thì cái đó là mình không cho con mình nó phát triển. Còn cuộc sống mỗi người ai có khả năng phát triển được theo cái khả năng. Nhưng nếu chúng ta không có khả năng đó mà chúng ta miễn cưỡng làm cái việc đó thì cái này là khổ này. Thí dụ quý vị đi làm, quý vị có khả năng mua được một căn nhà 500 ngàn ở thì cứ mua. Còn nếu mình không có khả năng mà mình mua cái nhà cỡ đó mà tháng nào mình cũng hoài hoại với cái tiền tiền mortgage đó, thì để chi cho nó khổ vậy. Thí dụ bây giờ mình mua cái giường vừa đủ túi tiền mình ngủ khỏe hơn mà mình mua cái giường quá trời tên giá tiền cao mà tháng nào lo không đủ trả, nó nằm lăn quăng lại ngủ được là lo là thành từ giường nệm thành cái giường sắt. Giờ trong kinh Địa Tạng nói cũng rất là có lý cho mình. Có nhiều người là nằm giường sắt, cái câu đó có phải là để nói địa ngục đó, chính là chúng ta tự mình làm khổ mình ở những cái vật chất cuộc sống mà chúng ta không biết được cái khả năng. Đi một chiếc xe mà không được, không đủ, không lượng được cái khả năng tiền bạc trả của mình, mà mình đi một cái mà nó quá sức của mình để rồi khổ đau, thì cái đó là đi xé xác. Thì trong kinh nói những cái từ như vậy chỉ là một sự nhắc nhở thôi, chứ không có cái ý là biểu mình phải thối lui khi khả năng mình còn. Và mình biết đủ là đủ với cái của mình. Nhưng mà nó có cái hay là đôi lúc mình có thể nữa, nhưng mình biết đủ để làm gì, để mình tập cái hạnh thiểu dục để làm gì, để mình còn nhìn xa và mình thấy còn nhiều người ta cần cái phần này nữa, nên chia sẻ với người ta. Thí dụ mình ngồi cái ghế này, mình thấy cái người khác mà người ta cần ngồi một mình, mình đứng dậy mình nhường, thì cái đó là thiểu phần mình thôi. Nhưng mà người ta cần hơn mình thì mình nhường. Chứ cái cuộc sống mà thiểu dục tri túc là cuộc sống rất đẹp, chứ không có tiêu cực. Trong này có một câu khác: con xin Thầy từ bi giảng cho chúng con câu kinh: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thấy cái tướng hư vọng tức thấy Như Lai. Câu này siêu lắm. Thưa đại chúng, câu này ở trong một cái bản kinh có tên là Kinh Bát Kim Cang Bát Nhã. Nói đơn giản bây giờ cho đại chúng dễ nhớ, đó là Kinh Kim Cang. Nhưng mà tất cả những kinh điển nào mà nó đưa lên một cái trí tuệ siêu việt để giúp cho mình quán chiếu thấu đáo mọi cái hình thức thế gian cuộc sống, thì cái đó đều thuộc về hệ thống của trí tuệ Bát Nhã đó. Thì Kinh Kim Cang là một quyển kinh nói về trí tuệ đó. Và ở trong này Đức Phật cho mình một cái thấy về sự tướng. Kinh Kim Cang Đức Phật dạy nhiều cái cách quán chiếu siêu việt, thậm chí về cái cách bố thí của mình. Nhưng mà ở đây theo câu hỏi là nói về hình tướng. Trong này nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là tất cả các tướng trạng của thế gian, hình sắc của thế gian này, cái gì nó có hình sắc, nó chỉ là hư dối tạm bợ. Thí dụ bình hoa này, mình thấy rõ ràng là một bình hoa rất đẹp, nhưng mà thủy chung bình hoa này cũng tạm thôi, chứ đâu có thể sống ngoài được. Như vậy thì có phải cái tướng này là tướng tạm không? Rồi cái thân thể mình có tạm không? Tạm không? Tạm. Bây giờ chỉ cần lấy tấm hình tối nay chụp nè, so ra với 2 năm trước là không dám nhìn nữa. Cái tấm hình tối nay nó nhăn hơn tấm hình 2 năm trước, tấm hình năm nay nó nhăn hơn 10 năm trước. Như vậy thì cái gì có tướng, cái đó là tạm đó. Bây giờ mình nhìn cái tướng con nít nè, 2 năm nữa quý vị gặp nó rồi quý vị nó trổ giò, nó đứng lên mình nhìn không ra.
Bây giờ Pháp Hòa đi giảng mà lâu lâu mấy đứa nhỏ đệ tử ngày xưa Pháp Hòa ẩm nó rồi chụp hình rồi này kia. Bây giờ mà ba mẹ nó không dẫn tới là Pháp Hòa không biết nó là đứa nào. Tại vì nó đổi tướng rồi. Như vậy phàm sở hữu tướng, cái gì nó có hình tướng, nó chỉ là tạm thôi, nó hư dối thôi, nó có thật. Không phải bình hoa không, mà thậm chí con người mình, nhà cửa lầu đài, tất cả mọi thứ. Ở Em Minh Tinh, chỗ Pháp Hòa có một cái nhà thờ rất lớn ở ngay cái góc đường, lớn lắm, nhà thờ rồi một cái đại sảnh lớn thì là lớn. Mà bây giờ không duy trì được, đập phá xuống, bán cho một cái chỗ đó người ta làm chung cư, làm shopping. Cái gì có tướng, cái đó chỉ là tạm có thôi, nó không có thật có đâu. Rồi có những cái chùa trong một cơn hỏa hoạn thì rủi hết. Rồi cái danh của mình chỉ một đêm thôi mất hết. Ngày hôm qua mình là thủ tướng, sau một cơn một cuộc bầu cử nữa, mình còn không còn là thủ tướng nữa. Còn tướng là thủ có. Ví dụ vậy. Cho nên cái gì có hình tướng, cái đó là tạm. Ai thấy được như vậy gọi là người nào thấy tướng vọng đó, chữ vọng là không thật đó. Người nào thấy được tướng vọng đó, người đã thấy được chân thật của Như Lai. Thủy chung đó, Như Lai để chỉ cho Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Nhưng tại sao trong này không dùng chữ Phật mà lại dùng chữ Như Lai? Bởi vì Như Lai là một bản chất của tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chữ Lai là thay đổi, chữ Như là không thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình thấy quý vị nhớ là mình chuẩn bị đêm nay ha, chuẩn bị cho đêm nay. Rồi bây giờ chúng ta đã có đêm nay, chỉ mấy phút nữa thôi là mình sẽ không còn cuộc gặp mặt này nữa. Đâu có gì buồn, từ cái không có là được gặp. Và mình biết rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải có lúc chia tay. Một cuốn sách hay nào cũng phải có trang cuối. Một anh hùng tài ba nào rồi cũng có ngày cuối. Đó, rồi cuộc đời của ai dù có sang trọng cỡ nào, dù có lẫy lừng cỡ nào rồi cũng phải có ngày cuối. Hiểu được như vậy nhưng tâm không khổ đau khi nó phải thay đổi gì hết. Cái đó là Như. Vì cuộc đời này tất cả mọi sự việc vốn nó là Lai. Lai là thay đổi, là đến đi, là còn mất. Mình có con thì phải có cái cực khổ của con. Mà hiểu được cái cực khổ của con, mà nuôi con, dạy con một cách bình thường là Như. Còn nó phải thế này thế kia. Ví dụ bây giờ nó 15 tuổi, nó nghe lời, nó trời tôi khổ ghê vậy, nó không giống hồi nhỏ. Ủa, nó kỳ vậy. Hồi nhỏ nó nghe lời mình là như nó còn, nó chưa có đủ cái nhận thức về cái tuổi thiên. Mình chấp nhận nó lớn mà không chấp nhận nó đổi thay là mình không phải là Như. Mình cứ muốn con lớn mà những cái tánh tình, những cách sống nó phải thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ chứng nhận ra được như vậy thì mình từ đó mình chuyển hóa, mình đi theo cái nhịp đó mà hướng dẫn thôi. Cho nên phàm tất cả các sự vật đều có tướng trạng, hễ cái gì có tướng trạng thì cái đó là tạm. Hiểu được như vậy cho nên tâm bình an, gọi là Như Lai. Cho nên Như Lai chính là Phật. Nhưng mà khi nói chữ Phật là nói tới tỉnh thức giác ngộ, mà khi nói tới chữ Như Lai là nói được cái cách sống của một bậc, một Đức Phật. Cái bản chất của một Đức Phật đó là Như Lai, là gì? Biết rõ các pháp, cho nên không đổi thay, không thay đổi. Vì cuộc đời nó vậy đó. Có già thì có sống thì phải có chết, có trẻ phải có già, có khỏe mạnh phải có ốm đau. Tiền là phải bạc, xe là phải cổ, tàu là phải bè, máy là phải móc. Tất cả những cái đó mình bình thường được như vậy. Đó là bản chất của Như Lai. Đó là trong câu trong Kinh Kim Cang đó. Hiện tại con đang đọc và học thuộc các bài kinh và chú như Đại Bi, Dược Sư. Mỗi tối nhưng con chưa hiểu nghĩa thì đem lại lợi ích gì cho con không? Nếu con hiểu nghĩa thì hiệu quả đem lại có nhiều hơn không?
Thật ra mình làm điều gì á, mình hiểu thì nó vẫn tốt, nhưng mà nó làm cho mình hiểu. Và quan trọng nữa đó, không phải mình hiểu rồi chứ là mình dừng đầu. Tại vì luôn luôn trong người mình nó có một cái chất khác nó sanh, đó là giải đãi. Cho nên dù hiểu dù không, phải phát triển cho được cái chất tinh tấn và siêng năng ở nơi mình. Biết đâu chừng hiểu ra rồi cũng thấy gì đặc biệt hơn không tu sao. Bây giờ bắt đầu ví dụ nè. Quý vị tụng cái câu chú Dược Sư, thì trong đó có cái câu cuối cùng là án bệ sắc thể, bệ sắc thể, bệ sắc xã, tam một kiếm đế số hai. Nếu mình dịch cái câu đó là gì? Án bệ sắc thể, thuốc chữa lành bệnh, thuốc chữa tất cả bệnh. Thí dụ như đó, trời ơi tôi tưởng câu gì linh thiêng lắm, ai ngờ gì nói gì có thuốc không đó, thí dụ vậy đi. Nhưng mà thật sự ra thần chú là những câu mật ngữ, mà đã là mật ngữ thì nó có nghĩa của nó chứ là không. Nhưng mà để yên để chi, để chúng ta khi hành trì chúng ta chú tâm focus hành trì. Và khi chúng ta hiểu được cái nghĩa, để chúng ta phát triển niềm tin và tinh tấn tu tập. Tất cả bài chú Đại Bi Dược Sư, chú Vãng Sanh đều có dịch hết. Dịch để làm gì? Để cho mình hiểu cái nghĩa thôi. Nhưng khi mình hành trì, vẫn hành trì nguyện cái phiên âm chữ Phạn đó, để cho cái tâm mình nó nhiếp vào đó, nó chú tâm vào đó, để cái tâm mình nó an định. Phương pháp trì chú, phương pháp niệm Phật cũng không ngoài việc ngồi thiền, cũng không ngoài mục đích giống ngồi thiền, là để định cái tâm. Nhưng mà người ngồi thiền để lấy hơi thở làm đề mục định tâm, người niệm Phật lấy câu niệm Phật làm đề mục định tâm, người trì chú dùng câu thần chú mật ngữ để định tâm, cách nào cũng chỉ để là định cái tâm của mình. Bây giờ trong này xin nói một câu, trả lời câu cuối. Vị thầy vĩ đại nhất, à người ta thường nói vị thầy vĩ đại nhất chính là ta. Vậy nên chẳng ai tin ai, chẳng ai nghe ai. Ngay trong giữa chúng con, nhiều người có nhiều năm học Phật, một số người nghiên cứu Phật Pháp chuyên sâu, nhưng càng biết nhiều thì lại thường chê bai lỗi lầm nhau. Cứ ngồi lại bất cứ nơi nào trên thế giới đều chỉ thấy mỗi ta là đúng. Xin Thầy khai thị cho chúng con làm sao dẹp bỏ cái ta xuống. Tại vì mình hiểu lầm cái chữ ta là tôi, cho nên mình mới khổ. Cho nên là chữ nghĩa nó đánh lừa mình. Chữ ta mà chư Phật muốn nói đó, nếu mình hiểu rằng ta là tôi, nghe không? Mà mình không có dẹp được nó thì mình bị nó làm tân bốc mình lên. Còn nếu mình biết rằng á, cái nghĩa thứ nhất, người thầy mà vĩ đại nhất chính là ta, đó là gì? Đó là cái sự tự tại, cái sự giải thoát của mình. Và sự thật mà nói, có ai dạy mình bằng chính mình dạy mình không? Bây giờ thầy có thương mình, thầy cũng đâu thể nào đi với mình suốt ngày đêm để mà kiểm thúc mình được. Mình phải tự mình làm một cái master của mình trong mọi cái hành hoạt, để mình đừng có gây khổ đau cho chính mình. Như vậy thì mình học cái ngã, dù mình học cái ngã là tôi đi, cho dù mình nói là cái ngã là ta, nhưng mình học cái ngã đó là Phật muốn dạy là con người mình vốn không có ngã gì hết, không có cái ta. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa xin Pháp Hòa là thầy, đây Pháp Hòa ví dụ. Nhưng mà làm sao Pháp Hòa có được từ này nếu không có những người không phải là thầy? Ví dụ như người kia phải nhận họ là học trò, là đệ tử, thì cái danh thầy mình mới có chứ. Người ta vô ta kêu chào bà chủ thì người ta cũng phải chấp nhận người ta là công nhân, là nhân viên, để được mình đưa mình lên làm bà chủ. Như vậy cái chức bà chủ của mình là do những người khác chấp nhận làm nhân viên, làm nhân công, làm người làm, để cái chữ bà chủ của mình nó có mặt. Chứ thật sự bà chủ của mình là do tao bầu.
do người ta nhấn những chữ khác để mình được chữ bà chủ. Thế và chữ bà chủ này nó đâu có lạ gì đâu. Cho nên Pháp Hoàng mới nói làm chủ nhà, làm chủ nhà hàng, làm chủ tiệm, làm chủ gì cũng không bằng mình làm tự chủ lấy mình. Nghĩa là mình làm chủ cái cơn sân hận của mình, cái cơn bực tức của mình nó mới quý. Cho nên ở đây á, Pháp Hoàng không biết câu này từ đâu ra. Nhưng mà cho dù ta nói người thầy vĩ đại nhất của nhất chính là ta, thì ta đây là gì? Đó là sự tự giải thoát của mình. Và nói đơn giản là không ai tự hướng dẫn bản thân bằng tự mình. Tự mình phải hướng dẫn mình. Bây giờ thí dụ như một bàn ăn, rồi ai biết mình cử cái gì, bệnh gì mà cử? Người ta có lòng người ta nấu ra thôi. Còn mình ăn được hay không, tự mình phải biết mà ăn để mình khỏi bệnh. Thế thôi. Casino mở, nhưng nếu mình tự chủ được mình thì casino nó có mặt, nhưng mình không có mặt chứ đâu. Vậy là mình làm chủ mình là cái gì nữa? Mình làm thầy mình nữa. Cho nên địa ngục được định nghĩa là gì? Là có hay không. Có và không. Có là có với ai? Có với những người tâm tương đồng với địa ngục. Không là không với ai? Không là người tâm không có địa ngục. Ví dụ như casino có, nhưng người không có nghiện cờ bạc, thì casino nó có nghĩa lý gì với họ không? Không. Như vậy trong lòng họ không có casino, vậy thì casino đối với họ là không. Mặc dù nó có đó. Như bây giờ thí dụ trong cái thành phố này không có, không có casino, nhưng mà ở cái thành phố khác 3 tiếng nó có, thì cái người sống ở đây á, họ đã có casino rồi á, thì họ cũng sẵn sàng lái xe 3 tiếng để đi kiếm nó. Tại vì nó không có ở đây, nhưng mà nó có trong lòng họ rồi, thì bất cứ nơi nào có casino họ sẽ đi có. Địa ngục được Phật giáo dịch là có không. Có là có với ai? Không là không với ai? Tội là tội với ai? Ví dụ mình không làm gì sai thì tội có gì đối với mình. Còn nếu mình có làm sai rồi á, mình chạy tội cũng không có. Tội nó có. Có những người tương đồng với họ. Nhà tù ở đây có, nhưng mình không phạm pháp bắt mớ vô đó. Mà có muốn vô có ai cho vô? Tại mình không có tương đồng với cái nhà tù. Hiểu ý rồi. Cho nên chữ ta đây là gì? Không phải là một cái tôi. Nhưng mà nếu mà có đi nữa đó, hiểu đó, là phải thấy cái tôi đó là không có gì hết. Chẳng qua mình được những cái khác thôi. Bây giờ ví dụ mình nhìn cái tượng Phật, mình kêu đây là tượng Phật. Nhưng mà tượng Phật này do gì? Do xi măng, do nước, do cát, do nước sơn, nước màu, do ông thợ, do mình bỏ tiền ra đủ thứ hết, nhiều yếu tố. Không có gì ông Phật hết. Tiền không phải Phật, xi măng không phải Phật, cát không phải Phật, nước không phải ông Phật. Tất cả những cái không phải ông Phật gom lại để đắp lên một cái gọi là ông Phật. Vậy thì ông Phật không có hiểu rằng ông Phật này có gì ông Phật hết. Ta không là gì hết. Chẳng vì ngày nay ta có ta là nhiều cái khác nó ủng hộ để mình có mình thôi. Hiểu như vậy thì mình không thấy mình là số nhất, số một. Mình chỉ là một phần. Cho nên hôm nay quý vị có quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì quý vị cũng nhớ rằng thầy Pháp Hòa chỉ là vị hướng dẫn cho quý vị để thực hiện Pháp quy y Tam Bảo, trở thành một Phật tử chân chánh tu tập. Chư Tăng trong mười phương, ở Việt Nam, ở Đức, ở Lào, ở Thái, vân vân, cũng đều là thầy của mình. Chứ không phải mình nói tôi chỉ biết một ông thầy, không phải. Chữ Tăng là danh từ chung để chỉ cho tất cả những người tu tập. Và đạo đức của một người Phật tử như hồi nãy mà nói vậy đó, không sát hại sinh vật vì tôn trọng sự sống, không gian tham trộm cắp vì bảo, vì tôn trọng tài sản của người khác, không tà ngoại tình vì bảo vệ và tôn trọng hạnh phúc của người khác, không nói những lời gian dối lừa gạt đâm thọc vì tôn trọng lẽ thật, không rượu chè cờ bạc xì ke ma túy vì tôn trọng cơ thể thân tâm của mình do cha mẹ trao truyền,
Và đó chính là đạo đức. Mà bổn phận của người Phật tử là bỏ cái ác, nghĩa là sống năm thế này, làm cái lành là làm ngược lại những điều này. Và khi nào mình sống có đạo đức như vậy thì mình mới đúng là tinh thần của một Phật tử, một tín đồ của đạo Phật, biết quy y Tam Bảo và tu tập và chuyển hóa. Bởi vì tín đồ của đạo Phật không phải chỉ trở thành một tín đồ chấm hết, mà một tín đồ có thực chất, có cái chất của Phật, đó là tỉnh thức giác ngộ bằng cách bỏ ác làm lành. Chúc đại chúng an lạc, khỏe mạnh. Và cảm ơn đại chúng rất nhiều. Như lưu ly chi phần rạng ngời như chân tòa, Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật tâm vô sư không tự bi. Chỉ tâm đành lệ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thầm Phượng Chư Phật Tôn Pháp Hiện Thanh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Anh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Chư Tôn Bồ Tát Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Biến Pháp Giới Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kính mời Thảo Tràng mở quyển những bài sám nguyện trang số 3.
Kim lư Thank you.
Hoa Nghiêm trang số 81. Kính Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Nhập Bửng Tư Nghị Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hành Nguyện Thứ 40 Lúc Bấy Giờ Ngài Phổ Hiền Đại Bồ Tát Thù Thân Của Đức Thank you.
sự khen ngợi của tôi cũng thôi, cùng bạn niềm niềm nói luôn không mà ba nghĩ thân khẩu ý không hề nhằm mọi lại này thì mang thử nói rộng xung đồ cũng dường là như vậy. Bao nhiêu số uy chẳng giống khắm cõi vạn cùng hư không pháp giới mười phương ba đời trong mọi cực uy chẳng điều có chư vạn như số
Bao nhiêu
lòng bác bộ nhân vi nhân vân vân. Ở trong các chúng hội như vậy dùng tiếng viên mãn như đại lôi chân tỳ theo căn tánh của mỗi hạng mà giao hóa cho chúng sanh đều trở thành tồn. Thì hiện nhai điếc tài ca thấy hạnh đức như thế tôi đều tâm theo như đức thế tôn tỳ lô giá na hiện nay như số biên trần trong tất cả cõi phật như vậy bao nhiêu chúng sinh xài thế.
sanh thì có thể thành tựu. Dường như Lai Bồ Tát tùy thương chúng sanh như thế, cõi hư không cùng tận cõi chúng sanh, cùng tận nghiệp chúng sanh, cùng tận phiền não chúng sanh, cùng tận sự tùy thương chúng sanh của tôi vẫn không cùng tận. Niệm niệm nói luôn không hở thân khẩu ý, ba nghiệp không hề nhàm mỏi. Lại này thiện nam tử nói hồi hương cấm đơn cả là như vậy, từ sự lễ kính ban đầu nhận đến tỷ thần có bao nhiêu công đức thái điều đem hồi hướng cho tất cả cấp trong hư không pháp giới quyền cho tất cả chúng sanh tường được an lạc. Do vị la sát vật vị vô bàn tràng thì xá xà
chưa dẫn đường cho khoảnh khắc liền được sanh về cõi cực lạc, đến cực lạc rồi liền thấy Đức A Di Đà Phật cùng các ngài văn thù sư lợi Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Quán Tự Tại Bồ Tát Di Lặc Bồ Tát vân vân các vị Bồ Tát này hướng đoan nghiêm công đức đầy đủ chung với quanh lúc bây giờ ngài tự thấy giá sinh nơi hoa sen báu được đức Phật xóa đầu thọ khi sau khi được thọ khi rồi trải qua vô số trăm ngàn muôn đức đã cho tha thứ tất cả người bơ tha tuy bơ tha tuy thế giới dùng xương trí tuệ thì theo tâm của chúng sanh mà làm lời nói ai tội tất cả kiếp thở vì ai khen có đức sống.
hiện cúng dường chư Phật về hoa hư. Mới mười phương hiện tại Phật vị lai tất cả thiên nhân sư thấy tâm nguyện đều viên mãn nguyện theo học khắp ba đời Phật mau chúng nên quả đại bồ đề cả thấy coi cùng khắp mười phương thanh tịnh Thường đề thường ca chúng sanh cùng tâm.
xá lời báo ngài đại muộn kiện liên vân vân làm đường thủ cùng những hạng trời người các bậc chúa tể trong đời bát bồ thiên long và so cả tháp bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hầu la già thế giới vân vân tất cả đại chúng nghe phật thuyết pháp đều chúng mở kinh sang trang 851. Vãng sanh quyến định chương môn Nam Mô A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Yeah.
Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Phương Quang Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát. Di Đà Phật, kính cảm ơn toàn thể đại chúng đã đồng tham dự. Kính thông báo đến toàn thể đại chúng là bắt đầu từ các buổi tụng kinh tối tiếp theo thì đạo tràng Trúc Lâm Tây Thiên sẽ không có live stream cho quý Phật tử, và chúng ta sẽ trở lại thời khóa tụng kinh có live stream tiếp theo vào những cái buổi sinh hoạt trong khóa tu mùa hè, khóa tu tiếng Việt. Và tại vì quý thầy cũng cần có thời gian để chuẩn bị cho khóa tu, những khóa tu sắp tới, cho nên xin thông báo đến toàn thể đại chúng. Và vào ngày mai, kính mời đại chúng cũng đồng trở lại đạo tràng. Lúc 6 giờ chúng ta sẽ có thực tập thiền tọa, và 6 giờ rưỡi chúng ta sẽ làm lễ lại Phật sám hối. Và khóa lễ hàng tuần cũng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 15. Kính mời đại chúng cùng trở về đạo tràng tham dự, và quý vị Phật tử online cũng tham dự trên online. Kính thông báo đến toàn thể đại chúng, kính chúc đại chúng có được ngày đêm an lành. Thành kính tri ân đại chúng.